cam sành là loại cây trồng phổ biến của nhiều nông hộ trong cả nước nói chung và vùng sông nước Cửu Long nói riêng. Với năng suất bình quân đạt 15 tấn một hecta mỗi năm, các vườn trồng cam sành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã cung ứng hàng trăm nghìn tấn quả thương phẩm cho thị trường. Do lợi nhuận quá cao, người dân đã ồ ạt chuyển đổi sang trồng cam, kể cả trên ruộng lúa. So với trồng lúa thì cam nó cái thu nhập nó cao hơn. Như lúa thì trồng một vụ vậy lời công khoảng 1 triệu mấy 2 triệu là cao rồi. Còn cam thì một công có thể lời được khoảng 10 triệu mười mấy triệu. Tôi trồng hiện tại khoảng 15 công, mà một công bây giờ thì khoảng 8-9 tấn. Mà đang thu hoạch nè, trái này là đạt tiêu chuẩn của tôi nè. Thấy cái mức kinh tế tôi thì nó ổn định. Trồng dày hơn, rồi áp dụng cái biện pháp xử lý ra hoa sớm hơn, thời gian thu hoạch ngắn hơn, có nghĩa là khoảng khai thác chừng 2-3 năm rồi sau đó thì cây già cỗi hoặc cây bị bệnh thì người ta đốn lại, để người ta ban ra người ta canh tác cái cây khác hoặc là người ta trồng lại lúa, sau đó thì người ta chuyển người ta làm đất mới. Do đó một năm vậy như chúng ta có thể tăng được khoảng 1.000 hecta, nhưng mà cái diện tích đốn bỏ cũng khoảng từ 5-700 hecta. Trong cam ruộng, mật độ dày, nhà vườn ép cây cho trái quá mức, sản lượng tăng liên tục, nhưng cũng vì thế mà chất lượng trái cam sành cũng dần bị sụt giảm. Bây giờ là bà con chạy theo cái tỷ lệ năng suất cao, thành thử ra bà con nó là xài hơi lạm dụng phân hóa học, kỹ thuật trừ sâu nhiều, mà năng suất thì lại cao, mà tình hình chất lượng thì nó không bằng mấy năm về trước. Hồi trước có thể là bà con nông dân thu hoạch bẻ vô từ 10 ngày nó mới bị hư, còn bây giờ nó thậm chí là khoảng 5 ngày hoặc 10 một tuần là nó sẽ bị thúi rồi. Cái phẩm chất nó bây giờ nó lạc hơn ngày xưa đó, chất lượng nó cao hơn, bây giờ thì nó giảm chất lượng khoảng từ 3-50%. Người ta tiêu dùng, cái người tiêu dùng người ta lại thích cái vỏ cái cam màu tối, màu da bụi, mà cái chín nó mềm nó chất lượng hơn. Còn cái màu bây giờ đó, cái màu da sáng, cái màu thường thường người ta nói là màu bá dại đó, là cái cam nó mau hư hơn, tại vì cái màu đó là người ta sử dụng phân thuốc hóa học nhiều, với hơn nữa là người ta xài cái thuốc dưỡng á, nó hơn thuốc phì á, nó dễ hư hơn cái cam mà cái da màu tối, da bụi. Phẩm chất trái được tính bao gồm các yếu tố bên trong và cả bên ngoài của trái. Và ngoài phẩm chất thì yếu tố an toàn cũng cần được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên trên thực tế, người dân trồng cam chỉ đặt nặng vấn đề năng suất mà không quan tâm đến các yếu tố này. Ồ ạt trồng cam trên đất ruộng với quy trình siêu thâm canh đã khiến giá cam chạm đáy, ngay cả khi bà con trồng trái vụ. Lúc trước là ta xài phân thuốc ít là nó đạt cái ngọt, còn bây giờ ta xài phân thuốc nhiều là cái chất lượng nó không có ngọt bằng cái lúc trước. Không xịt thì nó không có đạt cái đầu tấn để nông dân mình lỗ. Lúc trước thì giá nó 10 mấy ngàn, còn lúc này thì nó 8 ngàn, thì nông dân đây lo lắm. Năm nay vậy mà năm tới không biết nó có sụt giảm nữa không. Rà soát và quy hoạch lại vùng trồng sao cho cung không vượt cầu là việc làm cần thiết của các địa phương lúc này. Bên cạnh đó là các giải pháp kỹ thuật để cải thiện và nâng cao phẩm chất trái phải được chú trọng. Để đảm bảo được cái chất lượng của cam đó, là cái việc chúng ta điều chỉnh lại cái mật độ là trước tiên. Cái thứ hai là khi áp dụng quy trình kỹ thuật đó, thì người dân phải tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, không có sử dụng quá chất. Bởi đây là cái giải pháp mà tôi nghĩ là nó sẽ đảm bảo nhằm nâng cao chất lượng để của cái sản phẩm cam sành. Cây giống là yếu tố đầu tiên quyết định đến phẩm chất trái. Tuy nhiên, việc quản lý chất lượng cây giống lại là điều gần như không thể. Phong trào nới ruộng trồng cam tăng mạnh. Nắm bắt được cơ hội này, nhiều nhà làm giống tăng năng lực sản xuất một cách ồ ạt. Chính vì lẽ đó mà chất lượng giống cây cam luôn trong tình trạng báo động. Từ gốc ghép, bò giống và quy trình sản xuất, tất cả đều sản xuất ngoài trời thay vì trong nhà màng. Thực trạng sản xuất ồ ạt, không theo một quy trình quản lý sạch bệnh đã tiềm ẩn mối nguy hại cho nhà vườn. Về cây giống của cây cam thì chúng ta biết hiện nay thì theo quy định của Bộ Nông nghiệp thì chúng ta phải đảm bảo là tiêu chuẩn cây giống chất lượng. Cây giống hiện nay thì người ta không còn làm trong nhà lưới như trước đây. Nhưng mà về các tiêu chuẩn về chất lượng, về cái phẩm chất vẫn phải bảo đảm. Cái vấn đề về cây giống hiện nay thì cũng được tạm gọi là yên tâm.
Mặc dầu là nó như vậy thì nó cũng chưa có đúng theo cái quy luật về cái pháp định chống cây trồng của chúng ta, nhưng mà đối với người dân thì trong cái điều kiện hiện tại trước mắt làm như vậy thì nó sẽ mang lại hiệu quả. Trong quy trình trồng và chăm sóc, tỉa cành, tạo tán phải được thực hiện ngay từ đầu vụ. Trước đây, khi trồng tự nhiên, cây cam mọc thẳng rất cao, có những vườn cao đến 6-7 mét. Bà con không những tốn công chăm sóc, mà khi thu hoạch, năng suất cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi tạo tán cam rộng theo chiều ngang, bộ khung cây sau khi tỉa cành cũng trở nên cứng cáp hơn và dễ dàng chịu đựng sức nặng của trái. Trong cái kỹ thuật tạo cành tạo tán thì chúng ta phải làm sao cắt tỉa hoặc là lẫy bỏ những cái chồi vượt để mà nó tạo được cái nhiều cái cây cành thì nó cho nhiều bông, nhiều trái hơn. Cái thứ hai nữa là cái giải pháp về tỉa trái cũng là một cái giải pháp rất quan trọng, bởi vì nếu chúng ta để cho nó ra hết, nó nuôi trái hết thì cái số lượng trái nó sẽ nhiều, và số lượng trái nhiều mà cây nó nuôi không nổi đó thì cái chất lượng nó cũng sẽ không đảm bảo, trái nó có thể nhỏ hơn, màu sắc nó sẽ không có được tốt hơn. Không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng. Với tiêu chí này, từ khi thành lập đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Cam Sành Organic Trà Ôn đã xây dựng nhiều vùng nguyên liệu sản xuất an toàn hữu cơ cho các vùng tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Kết quả bước đầu rất khả quan, đã tạo ra những sản phẩm trà cam đạt chất lượng, an toàn hữu cơ organic theo hướng bền vững. Hiện Hợp tác xã đã hình thành hai vùng nguyên liệu cam sành ở huyện Trà Ôn với diện tích 55 hectare đã ký hợp đồng bao tiêu. Bây giờ người ta trồng theo cái hóa học á, người ta trồng khít lắm, người ta trồng thước cây à, thậm chí người 8 tấc nữa. Nhưng riêng của tôi trồng hữu cơ, tôi trồng thước 4, thước rưỡi, thậm chí này thước 6, thước 8 nữa. Là cây cam hóa học người ta ăn 3 năm mà, ít khi nào được cũng lắm. Nhưng mà cây cam sinh học hữu cơ, trái năm đầu tiên trái rất ít, năm sau nhiều hơn mà tôi ăn tức là từ 6, 8, thậm chí đến 10 năm. Bây giờ khi tôi vô hợp tác xã thì hợp tác xã hứa sẽ bao tiêu cao hơn ở ngoài từ 5-7 ngàn ký. Vô hợp tác xã phải là sử dụng đúng theo quy trình đó, để cho cam mình lên trên kia mà ta test đó, nó không còn cái chất hóa học ở trong nó độ bao nhiêu đó thì nó đạt chuẩn tao mới mua nha. Đặc biệt, hợp tác xã đã được công nhận logo nhãn hiệu Cam Sành Trà Ôn và đã ký hợp đồng với đơn vị đánh giá chứng nhận vùng ASEAN Organic Cam Sành Trà Ôn. Hợp tác xã đã làm tốt các khâu dịch vụ nhằm hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, tích cực sử dụng các sản phẩm dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước theo chuỗi giá trị. Từ đó, không chỉ phát triển bền vững mà chất lượng trái cũng được cải thiện. Hiện tại thì hợp tác xã đó đã được là có chứng nhận là của ASEAN vấn đề là hữu cơ. Thì chất lượng thì cái hữu cơ thì luôn nào nó cũng đạt, nó tôi tiêu chuẩn nó sạch rồi, và cái độ của nó, cái độ tươi và độ đường, độ ngọt của nó là nó đạt hơn bên vô cơ. Cái vô cơ thì cái trái, cái màu nó không đẹp, độ đường nó thì nó thấp hơn. Trong điều kiện hiện tại, xu thế chuyển từ trồng lúa sang cam được xem là hợp lý, bởi vì độ chênh lệch về lợi nhuận và phù hợp với chủ trương chuyển đổi cây trồng. Ở những vùng trồng lúa kém hiệu quả, phát triển những cây trồng khác có giá trị cao hơn. Nếu chuẩn bị tốt từ khâu thiết kế mương tiếp, cây giống đạt chuẩn và quy trình tỉa cành tạo tán hợp lý, canh tác thân thiện với môi trường, thì trồng cam trên đất lúa mới đem lại hiệu quả bền vững, mang lại thu nhập ổn định cho nhà vườn. Và cũng chỉ khi làm được như vậy thì mới có thể khôi phục lại hình ảnh và chất lượng cho trái cam sành, loại trái cây đặc sản nổi tiếng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.